Xin chào các ban chủ tọa, xin chào các đồng nghiệp. Trong phần trình bày hôm nay, tôi sẽ nói về vấn đề nhiễm khuẩn hô hấp một năm nhìn lại ở Việt Nam của chúng ta, tức là một cái review về cái nhiễm khuẩn hô hấp. Phần trình bày gồm có 3 phần. Thứ nhất là ta sẽ nói về cái nhiễm khuẩn cộng đồng, viêm phổi cộng đồng. Thứ hai là nói về viêm phổi bệnh viện, viêm phổi thở máy. Và phần thứ ba sẽ nói về cái COVID-19 và điều trị nhiễm khuẩn đồng mắt ở bệnh nhân bị nhiễm COVID-19. Về cái viêm phổi cộng đồng thì trong năm vừa qua chúng ta cũng đã có những cái nghiên cứu về cái tác nhân gây bệnh trong viêm phổi cộng đồng. Đó là nghiên cứu RIU được thực hiện vào năm 2016, 2017. Và cái nghiên cứu này đặc điểm là chúng ta sử dụng cái kỹ thuật là real time PCR để xác định tác nhân gây bệnh trong viêm phổi cộng đồng ở bệnh nhân nội trú. Và cái điều này nó sẽ khác với cái việc mà từ trước giờ chúng ta sử dụng các cái biện pháp nuôi cấy thông thường. Và kết quả của cái nghiên cứu real này thì cho thấy rằng là những cái bệnh nhân mà viêm phổi cộng đồng nội trú ở Việt Nam của chúng ta thì cái tác nhân gây bệnh vẫn thường gặp và chúng ta thường gặp đó, đó là phế cầu Streptococcus pneumoniae và Haemophilus influenzae. Ngoài ra chúng ta cũng ghi nhận một cái đặc điểm đó là sự xuất hiện của những vi khuẩn gram âm kháng thuốc, ví dụ như là Pepsilanomonas, E. coli, Pseudomonas aeruginosa cũng thấy có xuất hiện ở cái bệnh cảnh của viêm phổi cộng đồng mà ở nội trú. Sau đó đến năm 2018, 2019 thì chúng ta làm một cái nghiên cứu của EACRI cho những cái bệnh nhân viêm phổi cộng đồng ngoại trú cũng bằng cái kỹ thuật real time PCR, và cái kết quả của cái nghiên cứu này cho thấy rằng là cái viêm phổi cộng đồng ngoại trú của chúng ta thì tác nhân gây bệnh cũng chủ yếu là phế cầu Streptococcus pneumoniae và Haemophilus influenzae, nhưng mà ở bệnh nhân mà viêm phổi cộng đồng ngoại trú đó thì chúng ta không ghi nhận nhiều những cái tác nhân vi khuẩn gram âm gây bệnh giống như là trong cái trường hợp của bệnh nhân viêm phổi cộng đồng ở nội trú. Và từ xuất phát từ nhiều nghiên cứu từ những năm trước cho tới các cái nghiên cứu gần đây thì chúng ta thấy rằng là Việt Nam của mình là nằm ở cái vùng dịch tễ của phế cầu kháng thuốc, tức là tỷ kinh lệ mà khuẩn phế cầu Streptococcus pneumoniae kháng với penicillin chiếm tỷ lệ rất là cao, lên đến khoảng gần 76% các trường hợp. Để điều trị những cái viêm phổi cộng đồng với các cái tác nhân mà chúng ta ghi nhận như vậy thì thường thường là chúng ta có các cái nhóm kháng sinh để mà điều trị, bao gồm beta-lactam, macrolide, nhóm cyclin và đặc biệt là nhóm quinolone, nhất là nhóm quinolone hô hấp. Thì cái việc chúng ta sử dụng các cái macrolide hoặc là cyclin để điều trị cái viêm phổi cộng đồng ở Việt Nam của mình trong cái điều kiện mà phế cầu kháng thuốc rất là cao thì nó không còn tính khả thi vì nó bị đề kháng rất là nhiều. Do đó chủ yếu là chúng ta chỉ còn beta-lactam và đặc biệt là nhóm quinolone rất là hiệu quả, quinolone hô hấp rất là hiệu quả trong cái điều trị các cái viêm phổi cộng đồng. Thì về cái PK/PD, khi mà chúng ta sử dụng cái quinolone để điều trị và đặc biệt là hướng về các điều trị các cái phế cầu Streptococcus pneumoniae và là phế cầu kháng thuốc PSP, thì cái nguyên tắc đó là khi mà chúng ta sử dụng quinolone thì phải làm sao để cho AUC trên MIC nó phải trên 30, 35 thì lúc đó có thể điều trị rất là tốt và hiệu quả cho phế cầu và kể cả phế cầu kháng thuốc. Nhìn vào cái bảng PK/PD này của những cái loại quinolone thì chúng ta thấy rằng là có hai cái loại quinolone sẽ rất là hiệu quả để điều trị cho các cái phế cầu và phế cầu kháng thuốc, đó là levofloxacin và mosifloxacin. Đặc biệt là mosifloxacin vì nó đạt được cái AUC trên MIC rất là cao, do đó nó điều trị rất là tốt cho các cái phế cầu và kể cả phế cầu kháng thuốc rất là hiệu quả. Và nhiều nghiên cứu thì người ta cũng cho thấy rằng là khi mà chúng ta sử dụng cái mosifloxacin nó sẽ có hiệu lực rất là cao trên các cái tác nhân chính gây ra viêm phổi cộng đồng, bao gồm Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae và Moraxella catarrhalis. Ngoài ra nó cũng tác động rất là tốt trên các cái chủng vi khuẩn không điển hình, cũng là một cái tác nhân gây bệnh đáng kể trong các cái trường hợp mà gây ra viêm phổi cộng đồng.
Khi mà chúng ta sử dụng cái moxifloxacin là một cái loại quinolone hô hấp để mà điều trị, thì nó còn có một cái đặc điểm nữa, đó là nó là ít gây ra cái tình trạng gia tăng kháng thuốc đối với Staphylococcus pneumoniae. Là bởi vì khi mà chúng ta sử dụng moxifloxacin thì lúc đó AUC trên MIC nó đạt cho tới 200. Mà chúng ta biết rằng là khi mà sử dụng quinolone, nếu mà AUC trên MIC mà nó trên 100 thì lúc đó nó sẽ giúp ngăn ngừa được cái sự đột biến kháng thuốc của phế cầu, và như vậy thì nó sẽ rất là tốt, và cái điều này sẽ hiện diện rất là tốt khi mà chúng ta sử dụng moxifloxacin để mà điều trị các cái trường hợp viêm phổi cộng đồng và hướng về phế cầu và phế cầu kháng thuốc. Các cái nghiên cứu cũng cho thấy rằng là khi mà chúng ta sử dụng moxifloxacin thì cái tỷ lệ thất bại rất là thấp khi chúng ta sử dụng như là kháng sinh ban đầu để mà điều trị các cái trường hợp viêm phổi cộng đồng. Như tôi đã trình bày thì cái đặc điểm của cái viêm phổi cộng đồng nội trú tại Việt Nam của mình, thì ngoài các cái tác nhân mà thường gặp là Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxa catarrhalis, thì nó còn có sự xuất hiện của một số những cái chủng vi khuẩn gram-âm, nó chiếm tỷ lệ khoảng 10 cho tới 15% các cái trường nguyên nhân gây ra viêm phổi cộng đồng. Các cái vi khuẩn gram-âm này nó sẽ bao gồm các cái Enterobacteriaceae như là Klebsiella pneumoniae, E. coli hoặc là Pseudomonas aeruginosa. Bởi vậy cho nên trong những cái trường hợp mà viêm phổi cộng đồng nặng mà chúng ta không loại được tác nhân gây bệnh của nó có thể là vi khuẩn gram-âm, thì lúc này chúng ta có thể sử dụng một cái cặp carbapenem nhóm 1 là ertapenem để mà điều trị, thì nó có thể nó bao phủ được tất cả các cái tác nhân gây ra viêm phổi cộng đồng rất là tốt. Đây là một cái guideline của ATS/IDSA năm 2019 trong cái điều trị viêm phổi cộng đồng. Thì chúng ta thấy rằng là trong cái guideline này thì đối với bệnh nhân viêm phổi cộng đồng thì chúng ta sẽ chia cái bệnh nhân thành các cái nhóm tùy theo cái mức độ nặng nhẹ. Mức độ nhẹ thì chúng ta có thể điều trị ở ngoại trú, và mức độ trung bình hoặc là nặng. Trung bình thì chúng ta có thể điều trị nội trú ngay tại khoa hô hấp, và mức độ nặng thì có thể điều trị nội trú và tại ICU. Về các cái thuốc mà điều trị chủ yếu là chúng ta sẽ sử dụng beta-lactam, có thể phối hợp với macrolide, hoặc là chúng ta sẽ đơn trị cái quinolone hô hấp. Và trong những cái trường hợp mà bệnh nhân nặng thì chúng ta có thể sử dụng cái công thức điều trị là beta-lactam cộng với một cái quinolone hô hấp để điều trị trong những cái trường hợp mà viêm phổi cộng đồng nặng, thì cái hiệu quả của nó sẽ rất là tốt. Cái phần thứ hai đó là về vấn đề viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy, thì đây là một cái phần rất là phức tạp, vì từ những năm gần đây thì chúng ta thấy rằng là cái tình hình các cái tác nhân mà gây ra viêm phổi bệnh viện cũng như là viêm phổi thở máy ở Việt Nam của mình, tình hình vi khuẩn kháng thuốc rất là cao. Những cái tác nhân mà chúng ta thường gặp trong cái viêm phổi bệnh viện và cái viêm phổi thở máy thì thường là những cái tác nhân mà nó kháng thuốc rất là cao. Đó là các enterococci như là Enterococcus faecium, như là tụ cầu mà kháng methicillin MRSA. Các cái vi khuẩn enterococci này thì đại đa số phần lớn nó đã kháng methicillin, và chúng ta cũng biết rằng là hiện nay cũng có một cái tỷ lệ nhỏ thậm chí nó kháng luôn cả vancomycin, là những cái vi khuẩn kháng thuốc rất là kinh khủng. Cái nhóm thứ hai mà chúng ta cũng rất là thường gặp và cái tình hình kháng thuốc nó cũng rất là dữ dội là các cái vi khuẩn thuộc nhóm Enterobacteriaceae, tức là bao gồm các vi khuẩn như là Klebsiella pneumoniae hoặc là E. coli. Các cái vi khuẩn này kháng thuốc với cái tình hình là gia tăng cái tình trạng tạo ra các ESBL, tức là beta-lactam phổ rộng, và thậm chí về sau này nó trở thành các cái vi khuẩn siêu kháng thuốc, tạo ra các cái men carbapenem kháng luôn cả carbapenem, làm cho cái tình hình điều trị bằng kháng sinh của chúng ta đối với các cái chủng vi khuẩn này nó rất là khó khăn. Và cái nhóm thứ ba mà chúng ta sẽ gặp đó là các cái siêu vi khuẩn kháng thuốc. Chúng ta đang nói tới các cái vi khuẩn như là Pseudomonas aeruginosa hoặc là Acinetobacter baumannii. Đây là những cái vi khuẩn kháng rất là nhiều các cái loại kháng sinh, và có những cái chủng về chúng ta thấy rằng là nó toàn kháng, tức là kháng với tất cả các loại kháng sinh, làm cho việc điều trị của chúng ta rất là khó khăn. Về các cái chủng Enterobacteriaceae mà sinh ESBL thì hiện nay đối với các cái trường hợp mà viêm phổi bệnh viện cũng như viêm phổi thở máy tại Việt Nam của mình
thì tỷ lệ của các cái vi khuẩn Enterobacteria AC mà tiết ASBL rất cao, nó có thể đạt đến 60 cho tới 70% trong các cái nghiên cứu tại chỗ tại Việt Nam của chúng ta, và chúng ta cũng cần ghi nhận cái trường hợp này. Và như tôi đã nói đó, những cái vi khuẩn Enterobacteria AC không phải nó chỉ với cơ chế dạng men nó tạo ra beta lactam phổ rộng, mà về sau này nó hình thành ra những cái vi khuẩn siêu kháng thuốc Capybara, tức là những vi khuẩn này nó kháng luôn cả Capybara. Và cái tỷ lệ của các Enterobacteria AC mà Capybara thì càng lúc nó càng tăng. Chúng ta thấy rằng là từ những năm 2010 cho tới 2017 thì cái tỷ lệ các cái Enterobacteria AC Capybara càng lúc càng gia tăng, và những cái nghiên cứu riêng lẻ gần đây ở Việt Nam của mình cho thấy cái tỷ lệ Enterobacteria AC mà Capybara của chúng ta nó có thể đạt tới trong cái môi trường bệnh viện, trong cái viêm phổi bệnh viện mà viêm phổi thở máy, nó có thể đạt tới 20% các trường hợp, là một cái tỷ lệ rất là cao. Và đây là những vi khuẩn siêu kháng thuốc, việc điều trị của chúng ta sẽ rất là khó khăn, và cái tỷ lệ tử vong của bệnh nhân sẽ rất là cao. Trong cái chiến lược mà điều trị các cái sử dụng kháng sinh để điều trị các cái Enterobacteria AC mà tiết ra beta lactam phổ rộng ESBL, thì chúng ta có thể sử dụng một là các cái thuốc thuộc nhóm carbapenem, có thể là carbapenem nhóm 1 như là acetaminophen, hoặc là carbapenem nhóm 2 như là imipenem, hoặc là meropenem, hoặc là doripenem. Một cái nhóm thuốc thứ hai chúng ta cũng có thể sử dụng để điều trị các Enterobacteria AC mà tiết ESBL, đó là sử dụng các cái kháng sinh thuộc cái nhóm beta lactam inhibitor như là piperacillin tazobactam. Các cái kháng sinh mà khác như là cephalosporin thế hệ thứ ba hoặc là cephalosporin thế hệ thứ tư cefepime, mà trong cái guideline của ATS/IDSA về viêm phổi bệnh viện viêm phổi thở máy năm 2016 nói còn có thể sử dụng được, thì ở Việt Nam của mình thì có vẻ như là C3, C4 thì không còn có thể sử dụng được cho các cái Enterobacteria AC mà tiết ESBL. Đối với những cái chủng Enterobacteria AC mà Capybara, tức là nó tiết ra các cái men mà phá hủy luôn cả kháng luôn phá hủy luôn cả các carbapenem, thì chúng ta cũng có một số những cái kháng sinh mới, và đây là những cái kháng sinh mà đã được chấp thuận ở Mỹ để điều trị cho các cái chủng vi khuẩn kháng siêu kháng thuốc như thế này. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng là hiện nay ở Việt Nam của mình thì nó cũng đã có hai cái sản phẩm, đó là ceftolozane tazobactam và đặc biệt là ceftazidime avibactam xuất hiện tại thị trường Việt Nam trong khoảng 4 tháng nay. Thì đối với ceftazidime avibactam khi mà điều trị Enterobacteria AC kháng thuốc thì chỉ điều trị được ở cái mức mà vi khuẩn Enterobacteria AC này với cái cơ chế kháng thuốc của nó là KBC hoặc là OSA48. Còn nếu mà cái cơ chế kháng thuốc của nó cao hơn, ví dụ như anh DM1, thì lúc này cái thuốc này cũng không thể dùng để mà điều trị được nữa. Tuy nhiên cũng xin lưu ý rằng là cái thuốc ceftazidime avibactam, cái giá thành cái nó rất là đắt. Và đây là một cái cách mà chúng ta có thể điều trị, nếu mà trong điều kiện chúng ta có thuốc để mà điều trị, đó là điều trị cho các cái Enterobacteria AC mà Capybara. Đó là chúng ta có thể sử dụng ceftazidime avibactam hoặc là meropenem varobactam để mà điều trị. Cái sản phẩm meropenem varobactam thì ở thị trường Việt Nam của mình nó chưa có. Tuy nhiên hiện nay trên thực tế đó thì chúng ta vẫn phải sử dụng các cái kháng sinh trong cái kho thuốc kháng sinh mà cũ mà chúng ta đang có để điều trị cho các cái Enterobacteria AC mà Capybara. Thì cái công thức điều trị, cái thuốc để mà chúng ta điều trị hiện nay mà chúng ta đang sử dụng, đó là chúng ta sử dụng phối hợp colistin với một cái cặp carbapenem nhóm 2, có thể là imipenem hoặc là meropenem, và liều gấp đôi. Và trong một số trường hợp thì chúng ta có thể phối hợp colistin cộng với tigercilin hoặc là fosfomicin hoặc là amikacin để điều trị cho những cái Enterobacteria AC mà siêu kháng thuốc này. Có một cái cách điều trị khác ngoài cái cách điều trị trên mà hiện nay chúng ta đang sử dụng để điều trị cho các cái dòng vi khuẩn Enterobacteria mà Capybara này, đó là sử dụng theo cái kiểu là double carbapenem. Double carbapenem có nghĩa rằng là chúng ta sẽ sử dụng một cái carbapenem nhóm 1 là acetaminophen, sau đó chúng ta sẽ sử dụng một cái carbapenem nhóm 2 như là imipenem hoặc là meropenem hoặc là một ít mà là doripenem.
Nhưng các nghiên cứu về cái kỹ thuật sử dụng double cặp M&M để mà điều trị các cái vi khuẩn siêu kháng thuốc này thì chủ yếu là Actamenem cộng với kết hợp với Imipenem hoặc là Actamenem phối hợp với Meropenem. Đây là một cái nghiên cứu về cái double cặp M&M trong cái điều trị vi khuẩn đường ruột tiết ra cặp Ipanema trên 20 chủng lâm sàng, và người ta làm các cái kỹ thuật sinh học phân tử để tìm kiếm cái kiểu gen kháng thuốc của các cái vi khuẩn này, vi khuẩn Pepsilon pneumoniae mà cặp Ipanema này. Thì người ta phát hiện rằng là trong 20 chủng này thì cái cơ chế kháng thuốc của nó là OSA48, nó có 6 6 chủng NDM1, nó có 4 chủng kết hợp OSA48 và NDM1 là có 2 chủng, và cơ chế là KBC là có 8 chủng. Thì kết quả của nghiên cứu này cho thấy rằng là cái kiểu mà chúng ta kết hợp là điều trị theo cái kiểu là double cặp M&M hay là duo cặp M&M thì nó chỉ có hiệu quả trên cái cơ chế của vi khuẩn mà Klebsiella pneumoniae, cặp Ipanema mà kháng thuốc theo cái cơ chế là KBC hoặc là cơ chế là OSA48. Và cái kiểu mà chúng ta sử dụng double cặp Ipanema theo kiểu như thế này nó không tác dụng, không hiệu quả trên cái trên cái vi khuẩn mà có cơ chế kháng thuốc là NDM1 hoặc là cơ chế kháng thuốc phối hợp OSA48 và NDM1. Như vậy thì đây là một cái nghiên cứu cho thấy rằng là mặc dù là cặp Ipanema và với những cái chủng siêu kháng thuốc thì nó đã bị đề kháng, tuy nhiên trong các cái phác đồ phối hợp kháng sinh thường là phối hợp kháng sinh cặp Ipanema nhóm 2 với lại colistin nó có một cái tỷ lệ sống cao nhất, và cái chứng tỏ rằng là cặp Ipanema nhóm 2 nó vẫn là một cái hạt nhân rất là quan trọng trong cái điều trị những cái Klebsiella pneumoniae mà cặp Ipanema. Đây là một cái bài phân tích đánh giá dữ liệu trên 20 nghiên cứu lâm sàng về cái ăn các cái vi khuẩn Enterobacteriaceae mà tiết ra cặp Ipanema. Thì người ta chia ra làm bốn cái nhóm điều trị. Cái nhóm điều trị A là nhóm điều trị không có phù hợp. Nhóm điều trị B là người ta ghi nhận những cái trường hợp mà đơn trị liệu, và nhóm điều trị C là nhóm điều trị có kết hợp. Trong đó C1 là có kết hợp nhưng mà không kết hợp với cặp Ipanema, và C2 là nhóm có kết hợp với cặp Ipanema. Thì kết quả của cái nghiên cứu tổng hợp này và phân tích đánh giá này thì người ta thấy rằng là cái nhóm C2 tức là cái nhóm mà có kết hợp với cặp Ipanema là cái nhóm mà có cái tỷ lệ tử vong của bệnh nhân là thấp nhất. Khi mà điều trị những cái vi khuẩn siêu kháng thuốc thì thường thường là chúng ta sẽ phải sử dụng colistin. Như vậy thì cái vấn đề là chúng ta sẽ đơn trị colistin hay là colistin kết hợp với một cái cặp Ipanema, và thường là cặp Ipanema liều gấp đôi, cái nào thì nó có hiệu quả hơn. Thì trong cái nghiên cứu này cho thấy rằng là rõ ràng là nó support cho nhóm những cái bệnh nhân mà điều trị kết hợp colistin kết hợp với cặp Ipanema thì cái tỷ lệ tử vong nó sẽ ít hơn nhiều, nó tốt hơn nhiều so với đơn trị bằng colistin. Về cái cách mà chúng ta điều trị mà cái bệnh nhân bị nhiễm một cái vi khuẩn siêu kháng thuốc đó là Pseudomonas aeruginosa thì cái việc điều trị của chúng ta hiện nay chủ yếu là chúng ta sẽ sử dụng một cái cặp Ipanema nhóm 2 như là Imipenem hoặc là Meropenem hoặc là Doripenem. Chúng ta sẽ kết hợp với một cái second line, một cái nhóm thuốc kháng sinh khác, các cái nhóm kháng sinh khác để mà có thể kết hợp với cái cặp Ipanema nhóm hai thế hệ 2 là thuốc nền đó, thì chúng ta có thể kết hợp với colistin trong trường hợp mà chúng ta nghi ngờ rằng là Pseudomonas aeruginosa này nó có cặp Ipanema, hoặc là chúng ta có thể phối hợp kết hợp với amikacin hoặc là chúng ta có thể kết hợp với quinolone. Trong trường hợp mà kết hợp với quinolone này thì chúng ta có thể phối hợp với levofloxacin hoặc là ciprofloxacin mà phải sử dụng với liều cao. Trong trường hợp mà cái con Pseudomonas aeruginosa này là cái con siêu kháng thuốc thì cách điều trị hiện nay của chúng ta nếu có điều kiện thì chúng ta có thể sử dụng ceftazidime-avibactam một lọ truyền mỗi 2 giờ và 3 lọ trong một ngày, truyền 3 lọ trong một ngày. Còn trong những cái trường hợp mà cái cơ chế kháng thuốc của nó siêu kháng thuốc quá với cái cơ chế NDM1 hoặc là kết hợp quá nhiều những cái cơ chế kháng thuốc khác thì gần như là chúng ta
chưa có cái kháng sinh để mà điều trị cái con vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa mà siêu kháng thuốc này. Khi mà tiếp cận để điều trị một cái vi khuẩn siêu kháng thuốc khác, đó là có con vi khuẩn Acinetobacter pulmoni, thì cái công thức điều trị của chúng ta sẽ là colistin để điều trị cho các cái chủng vi khuẩn mà chúng ta nghĩ rằng là nó là Capybara, hoặc là một cái kháng sinh khác đó là Cefoparazone hoặc là Ampicillin Sulbactam, mà chủ yếu là chúng ta sử dụng với cái liều của Sulbactam. Liều Sulbactam để điều trị con Acinetobacter pulmoni nó dao động trong khoảng từ 4 gram cho tới 8 gram, và liều trung bình mà chúng ta sử dụng đó là 6 gram. Một cái kháng sinh thứ ba đó là Tigercilin. Tigercilin thì cũng có thể có hiệu quả để điều trị cho các bệnh nhân Acinetobacter pulmoni, nhưng mà phải sử dụng với liều cao, liều gấp đôi bình thường. Và cái hiệu quả của cái việc sử dụng Tigercilin nó xuất hiện trong các cái guideline của châu Á và châu Âu, nhưng mà cái guideline của châu Mỹ, của ATS, IDSA thì người ta không đề cập tới cái việc chúng ta sử dụng Tigercilin để điều trị cho con Acinetobacter pulmoni. Và mặc dù là đối với con Acinetobacter pulmoni này là con siêu kháng thuốc và trên kháng sinh đồ chúng ta có thể thấy rằng là nó đã kháng với các carbapenem. Tuy nhiên, nếu chúng ta sử dụng cái công thức là colistin kết hợp với một cái carbapenem nhóm 2, và thường là chúng ta sẽ phải sử dụng liều gấp đôi. Chúng ta có thể sử dụng imipenem 3 gram trong một ngày, hoặc là meropenem 6 gram trong một ngày, hoặc là doripenem 3 gram trong một ngày. Kết hợp với cái liều colistin thì chúng ta cũng có thể chứng minh rằng là nó có hiệu quả để điều trị các cái vi khuẩn Acinetobacter pulmoni siêu kháng thuốc. Một số những nghiên cứu cho thấy rằng là khi mà kết hợp với carbapenem nhóm 2 liều gấp đôi với colistin trong điều trị Acinetobacter pulmoni, nó cũng đã chứng minh rằng là có hiệu quả rất là tốt. Đây là cái nghiên cứu cho thấy rằng là imipenem kết hợp với colistin trong điều trị Acinetobacter pulmoni thì nó gây ra một cái hiệu quả hợp đồng, và cái hiệu quả này nó cao hơn là khi chúng ta kết hợp với colistin và meropenem. Chúng ta thấy rằng là trong cái nghiên cứu này cho thấy rằng là cái công thức điều trị imipenem kết hợp với colistin nó sẽ cho ra một cái tác động hiệp đồng cao nhất lên đến 100%, cao hơn là cái kiểu phối hợp colistin cộng với meropenem. Ngoài ra, trong cái nghiên cứu của thầy Hùng Dân cũng cho thấy rằng là với những cái trường hợp mà Acinetobacter pulmoni mà có cái MIC đề kháng đối với colistin là 0.5 microgram trên ml, thì trong trường hợp này nếu mà chúng ta phối hợp colistin với một cái cặp carbapenem nhóm 2 bao gồm có thể phối hợp với imipenem hoặc là meropenem, hoặc là chúng ta phối hợp với sulbactam, thì trong cái nếu mà trong cái trường hợp này thì cái công thức phối hợp colistin cộng với imipenem nó sẽ cho ra một cái tác dụng hiệp đồng là cao nhất. Tôi cũng xin nhắc lại, đó là với những cái trường hợp mà con Acinetobacter pulmoni có MIC đề kháng đối với colistin là khoảng 0.5 microgram trên ml. Khi mà những cái bệnh nhân mà viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy thì đôi khi ngoài cái việc là nó bị nhiễm những cái vi khuẩn gram âm mà kháng thuốc, siêu kháng thuốc như thế, thì đôi khi là nó cũng nhiễm luôn với những cái tác nhân gây bệnh rất là nặng nề, đó là con tụ cầu mà kháng methicillin MRSA. Và trong những cái trường hợp này thì chúng ta sẽ phải, bên cạnh cái việc sử dụng các cái kháng sinh để điều trị các cái vi khuẩn gram âm, thì chúng ta sẽ sử dụng vancomycin để điều trị con MRSA này. Trong những cái trường hợp mà phối hợp kháng sinh kiểu như vậy, thì đây là một nghiên cứu cho thấy rằng là khi mà chúng ta sử dụng vancomycin để điều trị con MRSA thì cái độc tính trên thận của vancomycin nó sẽ cao lên gấp 3 lần khi chúng ta phối hợp với meropenem so với khi là phối hợp với imipenem. Và đây là một cái nghiên cứu. Thì cái kết luận của nghiên cứu này cho thấy rằng là cái độc tính trên thận của vancomycin nó sẽ tăng cao gấp 3 lần khi phối hợp với meropenem so với khi phối hợp với imipenem. Và chúng ta cần lưu ý trong những cái trường hợp mà bệnh nhân bị viêm phổi bệnh viện hoặc là viêm phổi thở máy mà nó nhiễm đa tác nhân, trong đó ngoài các cái tác nhân vi khuẩn gram âm gây bệnh, nó còn nhiễm con MRSA, và chúng ta phải sử dụng cái vancomycin để điều trị. Thì như vậy thì trong cái công thức mà để điều trị các cái vi khuẩn gram âm thì việc phối hợp với sử dụng imipenem
nó sẽ giúp cái tác dụng độc thận, giảm đi cái tác dụng độc thận của vancomycin so với khi mà chúng ta phải sử dụng với kết hợp với meropenem. Cái phần thứ ba tôi sẽ nói về cái vấn đề COVID-19, một cái trận đại dịch vừa qua ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như trên nước mình, và vấn đề điều trị các cái nhiễm khuẩn đồng mắt ở bệnh nhân COVID-19. Thì nhiễm COVID-19 thì cái tác nhân gây bệnh của nó là con SARS-CoV-2, và các cái virus này nó vừa lan truyền, nó vừa biến đổi gen, tạo ra nhiều cái genotype mới, và cái tốc độ lây truyền của nó rất là lớn. Và cái đợt nhiễm của COVID-19 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh thì cái chủng gây bệnh chủ yếu của nó là chủng Delta, với một cái tốc độ lây lan rất là nhanh. Và gần đây thì chúng ta thấy rằng là nó xuất hiện cái đột biến của cái chủng Delta của cái SARS-CoV-2 này, là một cái chủng mới, đó là Delta Plus. Và với cái tốc độ lây lan của nó còn kinh khủng hơn là lây lan của cái chủng Delta của cái SARS-CoV-2. Khi mà một bệnh nhân bị nhiễm SARS-CoV-2 thì tùy theo cái bệnh nhân, mức độ bệnh nhân nhiễm, thì bệnh nhân sẽ có những cái biểu hiện về mặt lâm sàng khác nhau. Thì có 80% những cái bệnh nhân là không có triệu chứng lâm sàng. Ngoài ra 20% những bệnh nhân là có biểu hiện của triệu chứng lâm sàng, với các cái biểu hiện của mức độ nhẹ hoặc là cái mức độ vừa, tức là biểu hiện có tình trạng viêm phổi với tổn thương trên phim phổi dưới 50%, và bệnh nhân không có biểu hiện của một cái tình trạng siêu hấp nặng, hoặc là bệnh nhân ở nhiễm COVID ở mức độ nặng là các cái tổn thương viêm phổi nó chiếm trên 50% phế trường, và bệnh nhân có biểu hiện của tình trạng viêm phổi nặng và có biểu hiện của siêu hấp, hoặc là đến cái mức độ nguy kịch là bệnh nhân có biểu hiện của tổn thương trên phổi trên 50% và biểu hiện của siêu hấp nặng với cái biểu hiện của ARDS. Như vậy thì cái biểu hiện của một cái bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 nó sẽ rất là khác biệt, và chúng ta cần phải có những cái phân loại để có một cái điều trị một cách thích hợp. Cái việc điều trị của những cái bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 thì chúng ta bao gồm các cái biện pháp điều trị nguyên nhân, tức là thuốc chống virus như là remdesivir. Chúng ta phải áp dụng các cái biện pháp điều trị siêu hấp, bao gồm cung cấp thở oxy, thở không xâm lấn HFMC, rồi thở máy xâm nhập hoặc là ECMO. Ngoài ra chúng ta cũng điều trị các cái tình trạng đồng nhiễm, bội nhiễm, vi khuẩn, vi nấm trên những bệnh nhân bị COVID-19, nhất là COVID-19 nặng hoặc là nguy kịch. Điều trị tình trạng suy tuần hoàn, điều trị chống cơn bão cytokine bằng corticosteroid, hoặc là các cái thuốc mà kháng thể đơn dòng như là các cái tocilizumab, điều trị chống đông và một số những điều trị hỗ trợ khác, vân vân. Ở đây tôi nói chính yếu tới cái việc chúng ta phải xử trí cái tình trạng đồng nhiễm ở những cái bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 để mà chúng ta có thể sử dụng các cái thuốc kháng sinh một cách thích hợp. Người ta thấy rằng là ở những bệnh nhân nhiễm COVID-19, nhất là nhiễm COVID-19 nặng, thì nó có một cái tình trạng đồng nhiễm, và những cái đồng nhiễm này thì tác nhân của nó có thể là virus, có thể là vi nấm, có thể là những vi khuẩn không điển hình xảy ra trên những cái bệnh nhân bị COVID-19, thường là từ ở mức độ nặng hoặc là nguy kịch. Và những cái tác nhân này, trong những cái trường hợp mà nhiễm COVID-19 mà ở không nặng, ở mức độ vừa, thì chúng ta thấy rằng là các tác nhân gây bệnh mà người ta tìm thấy thì thường nó là những cái tác nhân giống như là ở ngoài cộng đồng, ví dụ như là streptococcus pneumoniae, hemophilus influenzae, vân vân. Còn trong những cái trường hợp mà nhiễm COVID-19 ở mức độ nặng hay nguy kịch thì người ta thấy rằng là các cái tác nhân mà đồng nhiễm thì thường là những cái vi khuẩn kháng thuốc, vi khuẩn gram âm kháng thuốc như là Pseudomonas aeruginosa, Aspergillus pneumoniae, E. coli hoặc là Klebsiella, và là những vi khuẩn này là những vi khuẩn kháng thuốc. Và cái đặc điểm tiếp theo đó là cái tình trạng đồng nhiễm này thì thường thường nó là nhiễm đa vi khuẩn, và có một cái tỷ lệ không nhỏ bệnh nhân bị nhiễm nấm ở trong đó. Các cái nấm thường gặp của tình trạng đồng nhiễm ở trên bệnh nhân COVID-19 đó là nấm Candida và nấm Aspergillus. Như vậy thì cái chiến lược sử dụng kháng sinh để điều trị cái tình trạng đồng nhiễm trên những bệnh nhân mà COVID-19 của chúng ta, đó là
những cái bệnh nhân mà nhiễm COVID-19 không triệu chứng hoặc là mức độ nhẹ thì chúng ta không sử dụng kháng sinh. Ở bệnh nhân COVID-19 mà mức độ vừa, chúng ta xem xét có khả năng chúng ta phải sử dụng kháng sinh. Nếu phải sử dụng kháng sinh thì chúng ta có thể sử dụng các cái kháng sinh như là cephalosporin thế hệ thứ 3, thứ 4 hoặc là các cái beta-lactam, beta-lactam inhibitor như là ampicillin, sulbactam, amoxicillin, clavulanic acid hoặc là sử dụng carbapenem nhóm 1 như là ertapenem có thể kết hợp với lại macrolide hoặc là sử dụng các cái quinolone hô hấp như là levofloxacin, moxifloxacin đơn độc. Ở những cái bệnh nhân mà nhiễm COVID ở mức độ nặng hoặc là mức độ nguy kịch thì chúng ta biết rằng là có thể là bệnh nhân có một cái tỷ lệ bệnh nhân bị đồng nhiễm với một cái tỷ lệ dao động trong khoảng từ 20 cho tới 27% là có đồng nhiễm. Và nếu đồng nhiễm thì bệnh nhân có khả năng bị nhiễm những cái vi khuẩn kháng thuốc hoặc là nhiễm nấm. Và do đó trên những cái bệnh nhân mà COVID ở mức độ nặng hoặc là nguy kịch thì chúng ta có thể sử dụng các cái kháng sinh như là carbapenem nhóm 2 như imipenem, meropenem hoặc là các beta-lactam inhibitor như là piperacillin tazobactam. Chúng ta có thể phối hợp với các quinolone như là levofloxacin hoặc là ciprofloxacin hoặc là trong những cái trường hợp mà chúng ta nghi ngờ hoặc là có bằng chứng rằng là nó là vi khuẩn siêu kháng thuốc thì chúng ta phải phối hợp với colistin hoặc là amikacin. Nếu mà chúng ta nghi ngờ là bệnh nhân bị nhiễm MRSA thì chúng ta phải cho thêm các cái thuốc như là vancomycin hoặc là teicoplanin hoặc là linezolid. Nếu mà chúng ta nghi ngờ là bệnh nhân bị nhiễm nấm xâm lấn là candida thì chúng ta có thể sử dụng các cái thêm các cái thuốc chống nấm kháng nấm như là caspofungin hoặc là fluconazole hoặc là amphotericin B liposomal. Nếu mà chúng ta nghi ngờ rằng là bệnh nhân bị nhiễm một cái loại nấm Pneumocystis jirovecii cũng rất là thường gặp ở những bệnh nhân COVID-19 thì chúng ta phải cho thêm cái thuốc kháng sinh là trimethoprim sulfamethoxazole. Như vậy thì tùy theo cái mức độ nặng và chúng ta tiên đoán rằng là bệnh nhân bị đồng nhiễm với những cái tác nhân gây bệnh kháng thuốc mức độ như thế nào thì chúng ta cần phải cho thuốc kháng sinh hoặc là kết hợp với thuốc kháng nấm một cách thích hợp trên những cái bệnh nhân mà COVID-19, nhất là COVID-19 nặng hoặc là nguy kịch. Như vậy thì nhìn về một cái bức tranh tổng thể về các cái bệnh lý nhiễm trùng của Việt Nam của chúng ta trong năm vừa qua thì trong những cái trường hợp mà bệnh nhân bị viêm phổi bệnh viện hoặc là viêm phổi thở máy mà nặng thì chúng ta cần phải xác định những cái bệnh nhân có nguy cơ nhiễm vi khuẩn đa kháng bao gồm là nhiễm có con tụ cầu mà kháng methicillin, các cái Enterobacteriaceae mà kháng thuốc, những vi khuẩn siêu kháng thuốc như là Pseudomonas aeruginosa hoặc là Acinetobacter baumannii. Chúng ta cần phải biết được, hiểu được cái tình hình nhạy cảm tại địa phương của các cái vi khuẩn này với các cái kháng sinh có sẵn và khởi đầu điều trị thích hợp cho những bệnh nhân bị nhiễm những vi khuẩn siêu kháng thuốc và cần phải cân nhắc sử dụng kháng sinh đúng và đủ. Trong đó chúng ta thấy rằng là carbapenem nó vẫn là cái hạt nhân quan trọng trong các phác đồ phối hợp kháng sinh điều trị cho các cái vi khuẩn đa kháng, siêu kháng. Việc sử dụng kháng sinh ở những bệnh nhân COVID-19 là theo kinh nghiệm và cần phải xuống thang khi chúng ta có kết quả của cấy và làm kháng sinh đồ. Chúng ta cũng cần phải hết sức lưu ý cái tình trạng đồng nhiễm, bội nhiễm ở những bệnh nhân COVID-19. Nó sẽ làm tăng nặng bệnh, làm gia tăng tỷ lệ tử vong. Ở những bệnh nhân thở máy, xâm lấn lâu ngày, cần những lưu ý những bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch mà nằm lâu ngày hoặc là phải can thiệp bằng thở máy thì chúng ta cần lưu ý đến các cái tác nhân bệnh nhân bị nhiễm bởi cái tình trạng là viêm phổi bệnh viện hoặc là viêm phổi thở máy trên những bệnh nhân bị nhiễm COVID 19 nặng hoặc là nguy kịch. Thì phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.